chúng ta sẽ bước sang bài số 19 trong các bài học về chữ Hán N5 cùng với mình Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau học về 6 chữ Hán liên quan đến cơ thể một chút đúng không nào Thứ nhất là cơ thể này, mắt này, tai này, miệng này Và hai con vật ở cuối cùng đó là con chim và con chó Rồi Thế thì về chữ Hán đầu tiên đó là chữ có một viên là thể Thể này là thể gì? Thể này là Canada Nghĩa là cơ thể phải không nào Thế thì à, hôm nay khi mà học đến bài 24 này thì các bạn đã gặp một từ thứ nhất là từ karada là cơ thể Thứ hai là cái cụm từ là karada Nghĩ y là gì nhỉ? Là tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe Và sau này chúng ta sẽ cần gặp từ trong từ gì nhỉ? Thai cực cảng là à, phòng tập thể dục và thai ông kệ là cặp nhiệt độ, nhiệt kế chẳng hạn Hay thế thì về cách nhớ chữ hán này như sau Chữ thể này karada đúng không nào? Trước tiên mình cùng nhau tập viết đã nhá 1 nét, 2 nét, 3 nét, 4 nét, 5 nét, 6 nét, 7 nét. Rồi. Hay, thế thì nhớ chữ Hán này làm sao để nhớ chữ Hán này bây giờ nhỉ? Đầu tiên bên này là bộ nhân đúng nào? Sau này bên này là cái gì nhỉ? Quyển sách phải không nào? Đúng không? Thế thì mình sẽ có câu chuyện gì nhỉ? Là một người gì nhỉ? Người đọc sách. Người mà đọc sách thì làm sao thì sẽ rất là tốt cho cơ thể, đúng không? Đúng không, mọi người đọc sách là một chuyện vô cùng là tốt cho cơ thể nhớ như vậy nhá người đứng đọc sách hay người ngồi đọc sách cũng được người đọc sách thì rất là tốt cho cơ thể của mình tốt cho trí não của mình chẳng hạn này hay thì thì à về những cái cách đọc của nó thứ nhất chúng ta sẽ thấy cách đọc đứng một mình cái từ hán này sẽ đọc chữ hán này sẽ đọc là Canada ca da da nghe như Canada nhỉ hay tiếp theo Canada rồi Canada là gì nhỉ là tốt cho sức khỏe này nhớ nhá đọc sách người đọc sách thì rất là tốt cho cơ thể Tiếp theo khi mà nó ghép với những từ vựng à, chữ Hán khác để tạo thành một từ vựng nó sẽ có cách đọc là tai. Tai là gì nhỉ? Ví dụ tai y cư cảng phòng tập thể dục, đúng không? Phòng tập thể dục hay là thai ôn kệ. Thai ôn kệ là cặp nhiệt độ, nhiệt kế. Rồi, đó là những cách đọc của chữ thể này nhá. Và chúng ta cùng nhau ôn lại nào. Thứ nhất là gì nhỉ? Là Karada, so, karada và thứ hai là gì nhỉ? Karada ga i. vẫn là một từ thôi đúng nào? <laughs> à karada ni ですね. karada ni. Ok. Hay rồi, chúng ta sẽ bước sang chữ Hán số 2 đó là chữ Hán mục. Ông à, biết là mục. Mục là gì? Mục là mắt. Trời ơi, từ hôm học bài 1 đến bài ngày hôm nay chúng ta gặp quá trời những cái từ vựng mà à những cái chữ Hán mà có bộ bộ mà gì nhỉ? Bộ mục này bên trong rồi đúng nào? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta mới học chữ mục này đúng không? Bởi vì là đến uh, mãi sau này chúng ta mới gặp cái từ vựng có chữ mục này. Hay mắt này hay là mê này trong cái uh, thứ hạng hay là gọi là đếm thứ nhá à gọi là thứ mấy thứ mấy ấy mọi người ví dụ ichiban mê là thứ nhất này nibang mê là thứ hai thì cái chữ này này đó và sau này chúng ta sẽ gặp những cái từ này trong từ ví dụ như là mục đích này hay là mezamashi là thức giấc này Tiếp theo cái từ này chúng ta có từ này là gì nhỉ? Mezashimasu là hướng tới mục tiêu nào đó Và sau này đến bài 50 chúng ta sẽ gặp lại từ này là Ome ni kakarimasu đấy là khiêm nhường ngữ của động từ IMAX Nè hãy còn khiêm nhường ngữ là cái gì thì sau này chúng ta học bài 50 sẽ rõ nhá Hay, mọi người cùng nhau nhớ cách viết của mình Thì cách viết cái chữ này đơn giản thôi các bạn Mình nhắc thì nhắc lại rất là nhiều lần rồi đúng không? Đây là đôi mắt Mắt của chúng ta bình thường nằm ngang như này đúng không? Mọi người nhìn thấy chưa? trời ơi chắc là trong tất cả các bức tranh vẽ chữ hán này chắc là mình vẽ chữ mắt là đẹp nhất đấy đây là mắt của chúng ta đúng không đấy mắt chia làm 3 phần này ở giữa là con người đúng không nào thì bây giờ mắt thì nằm nằm thẳng như này nhá đó mọi chữ mục các bạn nhớ cho mình chữ này như vậy nhá hay về cách đọc của nó thì khi mà cái cái âm mà âm thuần nhật của chúng ta cách đọc là mê nhé mê mê là mắt này hay là mê trong đếm số tự này ichiban me ni bang me sam ban rồi chúng ta có từ mezashimas Uh, me, à, me, me là thức giấc Đây là danh từ nhá Tiếp theo chúng ta có động từ là Mezashimasu cho me này mezashimasu nhé là mình hướng tới mục tiêu nào đó Cái từ này sau này khi mà lên n chúng ta sẽ gặp nhá Đây mà chính tính chất là giới thiệu thôi đúng nào Ome ni Sẽ là Sẽ là khiêm nhường ngữ của động từ imas Và chúng ta có từ khi mà nó ghép với những chữ hán khác để tạo thành một từ nó sẽ có cách đọc là mô cư nhé mục tê kỳ chẳng hạn như vậy mục tê kỳ là mục đích các bạn nghe mình đọc là mục tê kỳ nhé thì đôi khi các bạn tưởng là đọc là gì nhỉ nhìn viết như này đúng không mục tê kỳ nhưng mà không phải chúng ta viết như này nhá mô cư tê kỳ mục tê kỳ nhé mục đích hay cùng nhau ôn lại một chút nhá dễ thôi đúng không nào là gì đây mắt là mê và mê nữa ở đây nhá mê mê hay, tiếp theo chúng ta sang chữ Hán số 3 ngày hôm nay À, chữ này cũng rất là dễ Mình gặp trong từ gì rồi nhỉ? Trong từ kikimas là nghe đúng nào Cái bộ phận rất là nhỏ của nó chúng ta có từ Này là đôi tai, nhĩ là tai là màng nhĩ đúng không nào? Tai là gì nhỉ? Tai trong tiếng Nhật là mimi nhé Mình sẽ học cặp mà học một cái từ duy nhất là mimi thôi Hãy xin mời các bạn cùng nhau nhìn cách viết của nó nhá Từ này không có câu chuyện gì cả Mà chúng ta sẽ cùng nhau nhớ chay nhá <laughs> Hãy cùng nhau viết nào Một 2, 3, 4, 5, 6 Thế thì à, vì không có câu chuyện gì cả nên mình sẽ nhắc lại cho mọi người một chút cái chữ này Trước giờ chúng ta học chữ này thì đúng nào Nào mình sẽ ôn lại một chút nhá Đây là từ gì nhỉ? Từ kikimasu này Kikimasu là nghe thì ông nay mình còn nói là gì nhỉ? À, học trò đúng không? Ghé tay nghe ở bên ngoài cánh cửa xong để nghe thầy giáo giảng bài đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ từ kiki ở bên trong này Đây, à không phải từ kiki mà từ mimi Đúng nè, mimi là đôi, đôi tai nhá về cách đọc của nó thì hôm nay trong bài ngày hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ cách cho mình cách đọc là mi thôi được rồi Mi là tai Hãy và ghi lại nhá Chỗ này sẽ là mi -mi". Mimi mi nghe như miu miu như con 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 chó miu miu ấy nhỉ Hãy rồi Hay thế là xong được nửa bài ngày hôm nay rồi chúng ta đi tiếp ba từ còn lại nhá Đầu tiên đó là chữ khẩu Khẩu là gì nhỉ? Khẩu là cái miệng của chúng ta đúng không nào đây chính là bộ khẩu luôn đúng không nào thì mình sẽ không phải nhắc nhiều về cái cách viết của nó có mỗi một cái giống như cái mồm của chúng ta đúng không nào thế thì cho đến bài ngày hôm nay chúng ta đã gặp từ ý trong từ chị chi là cái miệng hay là hôm trước mấy hôm mà học về chữ nhập và chữ xuất thì mình đã nói về cái gì nhỉ idiguchi và deguchi là cửa vào và cửa ra hay là hijoguchi sẽ là cửa thoát hiểm và gì nhỉ? Jinko, nhân khẩu tức là gì nhỉ? là dân số. Thì đó là những cái từ mà sau này chúng ta sẽ học ở những cái bài sau của Minami Hongo. Cho đến bài ngày hôm nay tạm thời chúng ta chỉ cần nhớ cho mình từ cư chi này được rồi nhá. Hay, rồi khẩu thì biết dễ quá rồi phải không nào? Bộ khẩu dạy mãi từ cái bài bộ thủ rồi đúng không? Ok, rồi. 4 à, 1 2 3 nét thôi đúng không nào? Giống cái mồm của chúng ta đúng không? hay rồi cách um, đọc của nó sẽ là chủ yếu là guchi và khi mà nó ghép với từ khác nó sẽ có thể biến âm thành guchi này. À, chỗ này guchi nhá idguchi tiếp theo là d guchi cái nào là cửa vào cái nào là cửa ra nhỉ cửa vào đâu đây đúng nào là idguchi và cửa ra sẽ là d guchi rồi chỗ này sẽ bonus thêm này HIJOGUCHI HIJOGUCHI là gì đây HIJOGUCHI là là cửa thoát hiểm và khi mà nó ghép với những chữ hàn khác sẽ có cái đọc là cô trong từ dinh cô dinh cô là gì nhỉ? dinh cô là là dân số được chưa Hãy cùng nhau viết lại chữ này nhá chi trời ơi dễ quá phải không nào hay tiếp theo chữ tiếp theo chúng ta sẽ học à, hai từ cuối chúng ta sẽ học về hai loại động vật đó là một là con chim hai là con chó con chim ở tiếng việt là điểu ví dụ như chim đà điểu phải không nhỉ? <laughs> Chẳng nghe từ đà điểu Điểu mà là chim thì tức là chim đà chim à? Đúng không nào? <laughs> Chèo gió như vậy thôi Vậy chúng ta sẽ học về chữ Hán này À từ vựng này nhá à, Chúng ta có từ con chim là gì nhỉ? Là tori né? tori, đọc là tori nhá Trong chương trình nửa năm sẽ có từ vựng này nhá Mặc dù có thể trong những cái bài học về Minano Hugo Chúng ta sẽ không gặp từ tori Nhưng mà các bạn sẽ nhớ cho mình chim là tori nhá Rồi tori Thế thì à... Con chim này Trời ơi, con chim này nhớ như nào bây giờ thầy Dũng ơi Hai, các bạn cùng nhau viết cho mình nhá Thực ra thầy Dũng đang đứng xem mình dạy mọi người ạ Đấy à, Thầy Dũng có câu chuyện gì hay về con chim này không? Không có đúng không? Lắc đầu à, Hay chúng ta tưởng tượng như sau Đây là cái đầu chim đi Đây là cái cánh chim đi Còn đây là mấy cái lông chim đi đây. <laughs> Còn đây là cái mỏ chim đi Được chưa nào <laughs> Hay, Nào bây giờ cùng vẽ, vẽ, chữ này nhá Đây là cái mỏ chim này Đây là cái đầu chim này Đây là cái tay chim này Cái cánh chim và cái lông chim Được chưa <laughs> Đó là về chữ điều của chúng ta nhá à, chữ này thì các bạn sẽ nhớ cho mình cách đọc đến ngày hôm nay các bạn chồng nhớ mình cách đọc khi đứng một mình là thôi đi đã thôi <laughs> đi còn à, sau này chúng ta sẽ gặp à, từ này trong nhiều từ vựng hơn khi mà học đến N3 chúng ta sẽ có cách đọc là chô được chưa nào? Chô. Hai. thôi desu ne. Ok chưa? Và cuối cùng chúng ta sẽ đi đến chữ cuối cùng đó là chữ con chó có văn việt là huyển. Huyển. Đây, chó là gì nhỉ mọi người nhỉ? Chó là inu Inu. À, con chó này chúng ta nhìn về cách viết của nó nhé Thứ nhất đó là chữ gì nhỉ? Đây là chữ gì nhỉ? Chữ đại đúng không nào? Và có cái dấu phẩy ở đây Đấy À, thế thì à, về cái chữ hán này thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt lại với cả từ thứ nhất đây là người đúng không nào đây là gì nhỉ à, sau chữ người chúng ta học về chữ đại đúng không nào và bây giờ chúng ta học về chữ con chó đấy mọi người nhìn phân biệt được chưa người đúng không đại lớn to lớn và đây là con chó con chó thì có cái phẩy ở bên trên thế nên là có một cái câu chuyện là người ta bảo gì nhỉ người ta rất là kiêng kỵ cái vấn đề rằng là gì đấy đặc biệt người trung quốc hay người việt nam mình thấy đầu năm họ rất là kiêng kỵ cái vấn đề là, là vỗ vào vai của một ai đó vỗ vào vai của ai đó các bạn tưởng tượng như là, bây giờ một người như này đúng không? Bây giờ chỗ này giống như cánh vai của người ta. Thế bây giờ bạn vỗ một vai này giống như là mình chấm một cái đây thế là nếu mà vỗ thấy như kiểu là thành con chó ấy thế nên là mình sẽ kiêng ở cái vấn đề là không vỗ vào vai người khác xuất phát từ cái chữ Hán như này nhá. Và con chó của chúng ta. Inu được chưa nào? in à, Inu thì các bạn sẽ nhớ cho mình cách đọc là Inu thôi nhá. Con chó đây. Còn khi mà nó ghép với từ Hán khác sẽ đọc là Ken, Ken đấy nhé. Rồi, đây là Inu. À, nói khối cả họng rồi. Hay, như vậy là chúng ta đã học xong 6 chữ Hán của ngày hôm nay. Đầu tiên là cơ thể, hai là mắt, ba là tai, à không phải, ừ, đúng rồi tai. Đây là miệng này và con chim, con chó. Đó là 6 chữ Hán nhá. Hay và giống như mọi lần chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài hôm nay bằng cách là làm bài tập. Câu số 1 nào. Câu số 1 là gì nhỉ? Câu 1 này đọc là karada, dễ rồi đúng không nào? thai o ni shite kudasai ne Là gì nhỉ? Hãy, hãy giữ gìn sức khỏe nhé Đúng không? Câu số 2 này Hãy là, hay là hãy trân trọng sức khỏe nhé Câu số 2 này Kono cha wa karada ni Mọi người thấy học chữ Hán cùng với cô Thanh dễ không? Không cần phải nghĩ quá cao siêu làm Chúng ta cứ học thật là bình thường Làm giải quyết xong hết những cái từ vựng như này là Chúng ta đã hoàn thành xong chỉ tiêu rồi đúng không nào Kono cha wa karada ni Là gì nhỉ? Cái trà này rất là tốt cho sức khỏe tốt cho cơ thể. Câu số 3, từ thể này đứng một đứng ghép với từ hai Quốc sẽ đọc là thai. So, thai ích cử càng, Thai cử càng đề, sắc cào là gì nhỉ? Hãy chơi, chúng mình cùng chơi, chơi gì nhỉ? Chơi bóng đá ở, ở gọi là ở um, um, nhà tập thể dục, đúng nào, phòng tập thể dục. Câu số 4 này, thai ông kê, right? Thai ông kê ở Hãy cho tôi mượn gì nhỉ? Cho tôi mượn cái, cái cặp nhiệt độ. Câu số 5 này, Watashi no me, khi đấy số là gì nhỉ? oh, mắt của tôi đẹp đúng không? Câu này câu tự hỏi đúng không nào? Watashi no me kirei de sho. tiếp theo nhá. Kirei de số. Hai, câu số 6 này. Mitsume này Từ này đếm đây. Mitsume desu Mitsume no shingo à, eh, gì nhỉ? Chỗ này đọc là gì đây nhỉ? Mọi người đọc được không? みぎへまがっ là, là hãy rẽ sang bên phải ở cái đèn tín hiệu số số 3. Chỗ này đếm số thứ tự nhá. Câu số 7 này. Watashi wa mimi ga totemo warui desu. Tôi thì tai rất là kém nhá, rất là kém. Câu số 8 này. Kuchi ga itai desu đau mồm đau miệng quá đúng không nào câu số 9 này thôi đi nhị đi tay nè na. em. À, chúng ta có một bài hát là nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng đúng nào nên là có cái câu này là gì à tôi muốn trở thành chim quá tôi muốn, muốn, muốn để, biến thành chim quá đúng không muốn thành con chim ạ nhá câu số 10 này kêu và in tôi sanpo ngày hôm nay thì tôi đã đi gì nhỉ đã đi à, dạo cùng với con chó hay Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài số 19 rồi Trước mắt là mình sẽ chỉ còn bài số 25, bài số 25 trong chương trình Minamon Yungo và bài số 20 trong chương trình Học Chữ Hán cùng với mình Hy vọng là các bạn vẫn luôn luôn có tràn ngập cái hứng thú với mỗi bài giảng của không chỉ của mình mà của tất cả các thầy cô giáo trên dũngmori.com Và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo nhé Minamo Yungo, Bye bye